bài nguyện thân khó quá, cứ mãi không thuộc thế này, kiểu này ngày mai kiên trả, chắc chắn sẽ ăn ngỗng rồi, sợ rằng không thoát kiếp này, đành ngồi nghiên cứu một phen, phải chăng bài thân sự khó, hay tại mình chưa chú tâm, kỳ trùng gian xảy ra chưa, sống đến bốn kỳ phấn vào, kỳ đầu kỳ giữa kỳ sau, kỳ cuối xong là hết rồi, từ một cái tế bào mẹ, tạo thành hai tế bào con, có nhiễm sang thế giống hết mẹ. Tại kỳ trung gian ta có tế bào bắt đầu lớn lên, rồi nhiễm sang thế nhân đôi, sống đến trung tử cũng vậy, mang nhân nhân con mẫn rồi, kỳ đầu cũng đến rồi đây, nhiễm sang thế có ngắn hơn, thời vô sắc cũng thấy ngay, nhiễm sang thế không xuân nữa, nó đã xuân để cứng đại, tâm trung thành một hàng thôi, ở chính giữa của tế bào, kỳ giữa này đã hết rồi, giờ thì sẽ đến kỳ sau, nhưng sang thế bắt đầu chia đều. Nhưng sang thế đi hai hướng, mỗi chiếc môi cứng tế bào, vậy là đã hết kỳ sau, kỳ cuối cùng đã đến rồi, mang nhân nhân con xuất hiện, thời vô sang đã vội tan, tế bào mẹ liên chia cắt, tạo thành hai tế bào con, nhiễm sang thế đã thao xuân, trở về lại dạng sợi mạnh, vậy là kết thúc rồi nhá, vốn cái chu kỳ tế bào, tự hỏi bản thân câu này, bài này thân khó vậy sao, tại sao hồng cái đã thuộc rồi. Mở đầu là kỳ trung gian, sống đến hai lần phân vào, lần đầu là giam phân một, rồi kỳ đến giam phân hai, cả hai đều chia làm bốn, đầu giữa sau cuối đấy nha. Kỳ trung gian xảy ra trước, nó cũng tương tự nguyên phần, để vào cũng bắt đầu lớn, sống nhiễm sắc thế nhân đôi, bằng nhân nhân con mất rồi, trung tử cũng tách làm hai, giờ ta chuyển sang cái kỳ đầu. Nhưng sáng thế bắt đầu xoắn, nó cũng bắt đầu tiếng hợp, một vài cầm có xảy ra, đó là quá trình trao đổi, hỏi hồ xanh đã xuất hiện, vậy là đã đến kỳ giữa, nhưng sáng thế không xoắn nữa, tâm trung ở giữa tế bào, lần này thăng lòng đây nhé, chúng không đơn thành ngón
hàng, mà là tân hai hàng cơ. Chúng đứng riêng thành tướng cần, nhiệm sập thế không tánh rời, mà là vẫn giữ giang kém, rồi chung cùng bắt đầu di chuyển. Từng cần chia ra hai hướng, mỗi chiếc mỗi từng tế bào, vậy là đã hết kỳ sau, kỳ cuối cùng đã đến rồi, bằng nhân nhân có xuất hiện, thời vô sân đã vội tan, tế bào mẹ liên chia cắt, tạo thành hai tế bào con, nhiệm sang hệ thống thao xoắn, bước ngay vào giam phân môn, giống hệt như là nguyên văn, tổng kết cả hai quá trình, từ một cái tế